Qua một thời gian khẩn trương triển khai xây dựng, chiều hôm qua Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau tổ chức khai trương và chính thức đưa khu ẩm thực đêm thành phố Cà Mau đi vào hoạt động. Khu ẩm thực đêm thành phố Cà Mau được xây dựng tại đường số 6, khóm 1, phường 1, thành phố Cà Mau, nằm song song với hàng rào trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau. Khu ẩm thực đêm được xây dựng với tổng diện tích 2016 m², được bố trí 28 gian hàng, trong đó có 20 gian hàng lớn kinh doanh ẩm thực và 8 gian hàng nhỏ kinh doanh thức ăn nhanh. Tất cả các gian hàng đều được xây dựng đồng bộ, kết cấu bằng khung sắt di động, mái lợp bằng tấm bạc, bàn ghế ngồi cho khách cũng được trang bị đồng bộ. Tất cả các hạng mục này được xã hội hóa với kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng. Khu ẩm thực chợ đêm đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nơi mua bán tập trung và giới thiệu tới du khách gần xa về nét văn hóa, những đặc sản ngon của Cà Mau.